Bài thơ Mừng ngày Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tác giả Trịnh Hiền, diễn ngâm Mạnh Hùng. Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng thế, rất kiên cường, trung hậu, rất đảm đang. Trong mọi gian lao cũng rất vững vàng, là điểm tựa bình an trong cuộc sống. Bao lo toan vẫn ngời lên sức sống, giữ cho mình là ngọn lửa gia trung. Ấm áp dịu dàng, sâu nặng nghĩa tình, nên được Bác vinh danh trong tám chữ: anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, mãi truyền đời gìn giữ tam chữ vàng. Không hổ thẹn với non sông đất nước, là một nửa của niềm tin mong ước, nên mỗi năm được tặng trước hai ngày. Đón xuân về với chồi lộc xanh cây, mừng phụ nữ được vui ngày mùng tám. Ơn Đảng Bác có ngày vui sáng lạn, thắm lời ca và những đoá hoa xinh. Vui bên nhau phụ nữ được thỏa mình, ngày phụ nữ với môi xinh mà thắm.